Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Trước mặt mình đây là dòng Electrovoid ZLS8PG2, một dòng sản phẩm mới ra mắt của nhà thương hiệu Electrovoid. Clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái tính năng mà thật ra rất là ít khách hàng sử dụng con này hoặc là sử dụng các dòng Electrovoid khác mà biết được hai tính năng này. Thì mình ở đây để hướng dẫn mọi người và chia sẻ với mọi người. Bắt đầu thôi. Mình sẽ tổng quan sơ qua nha. Dòng này là dòng ZLS8PG2, thì tức là bát nó 20 đời thứ hai, dòng model ZLS, và dòng này là dòng cắm điện không có pin. Đây, mình đang phải cắm điện ở đây, thì khi mọi người mở máy lên thì nó sẽ có ra thương hiệu đây, ZLS8PG2 đây. Đó, đây là cái giao diện của nó. Rồi, không có nói nhiều nữa, đi vào sâu vào tính năng luôn nha. Cái tính năng đầu tiên mà con này nói chung là mình cảm thấy nó là tính năng độc quyền của thằng Electrovoid này, đó là tính năng đây. Cái dòng tính năng khi mà mọi người quay xuống đây. Miss out. Đây. Cái tính năng miss out này là tính năng rất hay của nhà Electrovoid mà mình chưa thấy cái loa di động nào làm được. Đó. Mọi người có thể gán cho con này nó là loa trái hoặc loa phải, hoặc là cả trái cả phải. À, rất là hay. Khi mọi người xài solo thì mọi người hãy để là cả trái cả phải, L và R. Khi mọi người xài mà trái, khi mà xài hai loa bên trái thì mọi người chọn L. Khi mọi người nói ở bên phải thì mọi người chọn R là xong. Tính năng này thì nó có hiệu quả như thế nào? Đặc biệt hiệu quả khi mọi người xài hai cái. À, mọi người có thể ghép một dàn karaoke với chỉ hai con này cộng với một cái sub hoặc không có sub cũng được luôn. Thì mọi người không cần mua thêm mixer, vang số hay bất cứ cái gì. Mọi người chỉ cần mua hai cái loa cộng với cái micro là xong rồi. Thì mọi người có hoàn toàn có thể cắm dây từ con này qua cái loa kia luôn, mà hoàn toàn một cái dàn nó ra stereo cho mọi người. Từ loa này cắm dây, cái dây đường mix out nè, cắm qua một cái loa kia luôn mà nó thành hệ thống stereo. Thì hiện tại trên thị trường chưa có sản phẩm nào làm được. Bose Pro rồi các dòng tung lung tà lai khác nhất như JBL Compact nè, rồi các thương hiệu khác như PDK8 hoặc là rất là nhiều các loa kẹo kéo khác, thì cái tính năng này không có. Rất hay, cắm từ loa này qua loa kia không cần qua mixer vẫn ra stereo, rất là phù hợp dành cho những anh chị nào mà có hai cái nhưng mà mọi người thích mang đi du lịch mà mọi người vẫn muốn làm thành stereo cho nó hay, nghe nhạc cho nó đã, thì tính năng này độc quyền gọi là Electrovoid sẽ phục vụ được cho mọi người. Rồi, đến tính năng thứ hai cũng là một tính năng rất hay dành để cho mọi người nâng cấp loa, mọi người nâng cấp này, chẳng hạn như những con như thế này nó là nhỏ xíu này kia luôn đúng không, thì mọi người cần phải có sub, mọi người cần phải có tiếng bass cho nó khỏe, thì mọi người làm sao mọi người nâng cấp sub cho nó. Tuy nhiên là với những trường hợp những loa khác nâng cấp sub thì mọi người chỉ đơn giản mọi người cắm vô, cắm cái tín hiệu từ con này xuống sub là xong rồi, là mọi người đã phát ra nhạc chơi được rồi. Tuy nhiên giữa cái full và sub nó không được cân với nhau. À, con này cũng đánh sub luôn, con này cũng đánh giải bass luôn, mà con sub cũng đánh giải bass luôn, nên hai cái giải bass nó bị chồng lấn nhau làm nó phí công suất ra, mà nó lại bị ù, nó bị nhiều quá, nghe nó không hay, nó không đầy. Thì nhà Electrovoid làm cho mọi người một cái tính năng là cắt sub trên cái loa này. À, tiếp tục một tính năng quyền nữa đây. Đây có chữ sub. Khi mọi người xài solo thì mọi người có thể up đúng không, nhưng mà mọi người cắn sub vừa rồi thì mọi người có thể cắt này. Đây, mọi người có thể cắt nhiều 80 Hz. Đối với những cái sub nào đánh mềm, chẳng hạn như là những cái sub nhiều như xem phim này kia, mọi người đánh mềm mọi người cắt 80 Hz. Mọi người muốn chút xíu nữa thì mình cắt cao lên xíu, mọi người đánh tiếng nó cứng chút xíu mọi người cắt lên 100. Mọi người muốn cắt cứng xíu nữa đánh nhạc EDM, nhạc nhanh, nhạc như Vina House nè, Deep House, hoặc là mọi người nhạc trend này đấy mà cái tiếng kick nó đá nhanh á, thì mọi người cắt lên 120 cho mình. Hoặc mọi người mà có chỉ điều kiện mọi người chơi cùng 150 cũng có này, mọi người chơi cùng với hệ của Electrovoid luôn, thì nó có luôn cho mọi người mã sản phẩm ELS200Z12SP. Nếu mọi người đang xài con này, mọi người chọn cho mình cái này là xong. Hoặc mọi người chơi con 18 luôn cũng được luôn, cũng có sẵn trong này luôn, là nó đã có cách tần sẵn cho mình rồi, không phải chỉnh hết trơn, không phải cần cân tần số, cân EQ hay làm hết, cái này hãng nó làm cho mình hết rồi, một phát là xong luôn. Nó thậm chí có cả dòng EKS nè, dòng này hơi mắc tiền nha, dòng này thì mình không nghĩ là ai có thể ghép con Z lớn này với dòng này. Tuy nhiên nếu mọi người đang xài con cao thì vẫn ok, bởi vì cái app này nó xài chung cho tất cả các dòng đời sau này của Electrovoid mà. Nó hiện tại là nó có bốn model dành riêng cho Electrovoid và khoảng 1, 2, 3, 4 cái tần số cắt
dành cho mọi người khi mọi người cắt súp, khi mọi người kết hợp súp với nó. Thì tính năng này mình thấy rất là hay, rất là ưu việt, bởi vì khi mọi người xài con này, mọi người đã thêm súp rồi á, mọi người đã có súp rồi thì mọi người không nên đánh súp, không nên đánh bass trên con này nữa. Mà giống kiểu như dàn karaoke á, chẳng hạn như mọi người có lọc loa full không á, thì mọi người có thể cho nó đánh toàn giải. Tuy nhiên mọi người có súp rồi thì mọi người phải cắt cái tần số nó cao lên chút xíu để súp nó thể hiện ra và nó đỡ hại cái loa phong của mình. Đó, thì con này vẫn có tính năng đó và cũng có tính năng đó luôn. Thì bow không có, CBL không có, mà mình đã test hết rồi. Chỉ có còn những cái dòng Electro Void này khi ghép súp nó đạt hiệu quả tốt nhất khi ghép súp là những con này, và cái phần mềm này nó độc quyền. Hiện tại các thương hiệu khác chưa có. Qua clip lần này thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người hiểu hơn được là cái bộ mixer trên những dòng Electro Void nó có giá trị như thế nào và mọi người cần phải khai thác nó như thế nào để nó gọi là phù hợp, nó xứng đáng với cái giá tiền mà mọi người 19.900.000 mọi người bỏ ra mọi người mua cái sản phẩm này. Đó, thì 19.900.000 mua sản phẩm này thì nhiều khi 5-6 triệu nó nằm ở đây rồi. Đó, thì mọi người phải tận dụng nó, mọi người phải xài nó thì mọi người mới cảm nhận được cái độ hiệu quả mà cái chi phí mình bỏ ra nó có hiệu quả hay không, cái kia là nó ở đây. Ok, mình là Khánh, xin gặp mọi người tiếp theo. Nếu mọi người thấy clip này hay, hãy cho mình một like, một share, một subscribe và đặt nhiều câu hỏi cho mình hơn nữa, nếu mình biết mình sẽ làm clip sẽ đáp mọi người. Bye bye.